Xin chào tất cả các bạn. Trong cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng OTT từ Expert Record. Các bạn có thể download cái phần mềm free này về, hoặc là các bạn đơn giản là các bạn có thể mở Serum lên và các bạn xài ở bên trong Serum luôn. Thì các bạn mở phần compressor lên, sau đó chúng ta sẽ chọn một phần multiband nha các bạn. Thì các bạn sẽ mở được một cái giao diện khá là giống của OTT ha. Nhưng hôm nay thì vì chúng ta xài FL Studio mà, nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xài cái OTT effect này ha. Đầu tiên, cái nút mà mình muốn các bạn biết đó chính là cái nút Dev này. Nút Dev này nó hoạt động giống y chang như cái nút mix của chúng ta. Rồi, thì có nghĩa là nếu mà chúng ta bật Dev 0% thì sẽ không áp dụng OTT vào nha các bạn. Nếu chúng ta bật Dev là 100% thì OTT nó sẽ bắt đầu nó hoạt động một cách đầy đủ nhất ha. Cái time này á thì chúng ta cứ để nó 100%. Cái time là chính xác nó chỉnh sửa cái gì? Thì câu trả lời nó chỉnh sửa cái attack và release của sao ha. OTT nó được xây dựng dựa trên một cái phần effect của Ableton Live có tên là OTT. Các bạn có thể kiếm OTT mà các chúng ta vào phần dynamic này. Bây giờ chúng ta vào phần search, chúng ta bấm OTT thì các bạn đã thấy là dynamic multiband dynamic nó có một cái gọi là OTT.adv này. Khi mà các bạn gọi lên thì chúng ta sẽ có một cái phần effect OTT trong Ableton Live nha. Thì cái phần theme này nè, nó gắn liền với cái attack với lại release. Đây, đây là attack và đây là release của bên OTT của Ableton Live nha các bạn. Expert Record họ đã thu gọn cái này vào một cái nút gọi là nút theme. Cái cách tên giả này thì đối với mình thì mình không đồng ý lắm, nhưng mà nó dễ sử dụng hơn, cho nên là các bạn cứ thử dùng xem sao nha. Rồi, sau đó và cái nút in gain và out gain. In gain thì nó sẽ ảnh hưởng đến tín hiệu của các bạn, còn out gain thì nó sẽ không ảnh hưởng đến tín hiệu của các bạn. Có nghĩa là sao? Các bạn thấy bây giờ nếu mà mình tăng in gain lên á thì cái sound nó sẽ nghe không được to. Dù mình có thêm 15.4 dB đi nữa thì nó sẽ không cộng thêm 15.4 dB, tại vì âm lượng càng nhiều lên thì nó sẽ bị ép xuống càng nhiều. Còn đối với lại cái output gain này á thì cái thứ duy nhất mà nó thay đổi là cái âm lượng đầu ra. Nó không khác gì so với việc chúng ta thêm một cái effect để chúng ta kiểm soát âm lượng đầu ra. Đối với mình là footy ba lần ha. Nó không khác gì với cái việc là chúng ta thêm một cái footy ba lần ở đằng sau nha các bạn. Lưu ý là đằng sau cái OTT như thế này. Còn cái input gain thì nó giống như là chúng ta để một cái footy balancer, nhưng mà chúng ta để nó ở đằng trước cái OTT nha các bạn. Mà như các bạn biết rồi, những cái effect để đằng trước thì ảnh hưởng đến những cái effect để đằng sau, cho nên là cái nút input gain thì nó quan trọng hơn output gain. Rồi, tiếp đó là chúng ta có thể nói về cái phần màu vàng nâu, còn cái phần này là màu xanh lá cây. Thì như các bạn thấy ở đây, cái phần màu vàng nâu chính là cái upward compression. Nó giống như là một cái expander vậy đó. Đây, cái phần màu vàng vàng này thì nó hoạt động như sau. Đây, cái phần màu vàng vàng á, nó sẽ hoạt động như sau nha các bạn. Ở đây là mình có một cái mẫu sample mình đã lấy ra từ một cái kick ha các bạn. Thì như các bạn thấy ở đây, khi mà chúng ta dùng cái upward compression á, những cái phần nào mà nó dưới cái ngưỡng này thì các bạn có thể thấy. Đây, ví dụ như cái ngưỡng của nó là cái đầu bên phải của cái thanh màu vàng vàng là ngay cái vị trí này nè nha các bạn. Chúng ta thấy khi mà cái âm thanh mà nó dưới cái ngưỡng này á, thì đối với một cái upward compression thì nó sẽ nâng âm thanh lên ha. Ví dụ nó nâng như thế này. Đây, thì đây là sẽ là cái kết quả sau đầu ra của chúng ta. Cái phần nhỏ nó sẽ được bóp to lên ha các bạn. Còn á, đối với lại một cái downward compression á, hay là gọi là compression bình thường, thì cái công việc của nó chính là những cái gì mà trên ngưỡng. Ví dụ như cái phần âm thanh này của mình là trên ngưỡng, thì cái nhiệm vụ của nó sẽ là hạ cái ngưỡng này xuống nha các bạn. Hạ cái này xuống. Đấy. Và đó là cái cách để chúng ta có thể nhận biết được upward và downward compression nó khác nhau như thế nào các bạn. Ví dụ mình có thể nâng upward compression lên chẳng hạn.
Nâng lên như vậy á thì có nghĩa là mình búp rất là nhiều. Nếu mà mình để 0% thì nó không búp. Còn nếu mà mình để 200% thì các khả năng là nó búp lên rất nhiều ha. Đối với lại cái downward compression cũng vậy ha các bạn. Như các bạn thấy, nếu như cái downward compression mà mình để nó lên 200% thì nó sẽ giảm rất là nhiều. Gần như là những cái gì mà trên threshold thì nó sẽ cắt hết luôn. Đấy, đó là cái cách hoạt động của OTT ha. Nhưng mà dĩ nhiên tới đây thì chắc chắn là các bạn không thấy hài lòng với video này. Vì nó vẫn chưa đủ và các bạn thấy nó còn thiếu cái gì đó. Thì đúng là như thế. Trong Ableton Live á, thì chúng ta có nhiều cái rất là đặc biệt. Ví dụ ở đây chúng ta có thể chỉnh thêm cái ratio của các upward và downward compression như thế này. Chúng ta có thể làm thêm rất là nhiều thứ. Chúng ta kéo cái này ra một cái cách chính xác hơn và chúng ta có thể áp dụng như thế này. Ví dụ như mình để cái đường như thế này thì ở trong cái OTT nó không có thể nào mà nó làm ra được cái đường như vậy nha các bạn. Đó là cái vấn đề của nó ha. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng một cái plugin khác. Cái plugin này là một cái plugin rất là tuyệt vời, có tên là Multipath ha các bạn. Đây thì mới đầu các bạn mở ra nó sẽ có 3 phần như vậy nha. Nhưng mà để giải thích cho các bạn hiểu thì mình chỉ dùng có start và mình dùng có một band thôi. Cái này nó sẽ ảnh hưởng lên từ bên trái đến bên phải nha, là từ 0 Hz tới 20 kHz. Đây mình sẽ thêm một cái dynamic vào. Đây, dynamic. Rồi, như các bạn thấy ở đây, cái này nó rất là giống với lại cái phần OTT nha các bạn. Đây, mà nó giống một band thôi, nó không giống nhiều band. Thì lý do mình sẽ giải thích sau. Để mà mô phỏng lại chính thức cái OTT á, thì các bạn phải có 3 cái dynamic. 3 cái dynamic ở 3 cái band khác nhau như thế này. Thì các bạn có thể mô phỏng được OTT một cách chính xác nhất. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ dùng có một band để mà giải thích cho các bạn hiểu trước là OTT nó làm cái gì thôi. Đầu tiên là về upward compression. Upward có nghĩa là gì? Có nghĩa là nâng lên đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nâng cái phần nhỏ lên, nhỏ hơn lên trước nè các bạn. Đây. Bây giờ chúng ta có thể đổi cái threshold của cái phần này lên tí nha các bạn. Bạn có thể thấy khi mà nó ở dưới ngưỡng thì nó lập tức nó được nâng lên nha các bạn. Còn bây giờ nếu mà mình dùng cái này là một cái downward compression thì sao? Mình sẽ dùng cái núm bên này ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bật hết cả ba cái dynamic lên để mình kiểm soát nó nha. Bạn cũng có thể dùng output và input gain của từng tầng âm luôn ha. Cái này ở trong OTT cũng có nha các bạn. Cái điều tuyệt vời hơn cả là chúng ta có thể chỉnh attack với lại release của từng cái band này nha các bạn. Ví dụ band trầm chẳng hạn. Nếu mà các bạn muốn solo một band thì các bạn nhấn phím solo ở đây nha. Thử solo cái band giữa nha các bạn. Ví dụ mình chỉnh cho attack ngay lập tức và lấy dài ra tí thì sao? Ta có thể chỉnh attack dài và lấy ngắn.
giờ chúng ta hãy thử tắt hiệu ứng đi và mở hiệu ứng lên nghe nó khác nhau chỗ nào nha. Và đó là cái cách đơn giản để chúng ta dùng hiệu ứng OTT trong cái multipass nha các bạn. Multipass thì dĩ nhiên rồi, đó là một trong những cái effect tuyệt vời nhất thời điểm hiện tại từ Kilohertz, là cái hãng làm ra con scene mạnh mẽ nhất thời điểm hiện tại, đó chính là Faveland. Thì chúc các bạn có một buổi tối làm nhạc vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.